nam 39 tuổi bị đau đầu, mệt mỏi, nôn, đi khám phát hiện con đỉa dài 4cm sống bám trong cổ họng. Ngày 26 tháng 6, bác sĩ Bùi Thị Minh Châu, phụ trách khoa tai mũi họng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng cho biết, kết quả nội soi phát hiện trong cổ người bệnh có dị vật là một con đỉa còn sống, đang bám chặt vào thanh khí quản. Sau hội chẩn, ekip gấp ra con đỉa dài 4cm, to bằng ngón tay. Hiện, bệnh nhân hết các triệu chứng ngứa ngáy và khó thở, sức khỏe ổn định, xuất viện trong ngày. Gia đình cho biết, bệnh nhân xuất hiện đau đầu, mệt mỏi, nôn, không ăn được từ hồi tháng 4. Đã tự dùng thuốc nhưng không đỡ, các bác sĩ chẩn đoán con đỉa sống 2 tháng trong cơ thể người bệnh, gây các triệu chứng ho theo cơn, khản tiếng, khạc nhổ ra máu, khó thở. Con đỉa vắt khi mới chui vào trong cơ thể theo đường nước vào mũi, họng thường có kích thước bé, nhưng khi vào cơ thể một thời gian ngắn, chúng sẽ hút máu và phát triển rất nhanh. Bác sĩ khuyến cáo người dân không nên sử dụng nguồn nước ở các khe suối để uống, sinh hoạt, đề phòng đỉa vắt chui vào người. Khi có bất kỳ biểu hiện bất thường sức khỏe, nên đi khám tại các cơ sở y tế để được chẩn đoán và xử trí kịp thời. Thank you.